Dựa tin Dương Dương hẹn hò thành trà xanh ra thế khủng bị ghen nhất si biết, tâm cơ kẻ phim từ chuyện lời dĩnh tới tiêu chiến. Hiện giờ cộng đồng mạng đang rần rần bàn tán, loại loạt phốt của người đẹp này trước tin đồn hẹn hò Mỹ Nam Dương Dương. Ngày hôm nay 11 tháng 2, làng giải trí xứ Trung Sơn sao trước thông tin Dương Dương và triệu Độ Tư hẹn hò. Cả hai bất ngờ bị một cộng đồng mạng tóm sống khi xuất hiện chung tại một khách sạn 5 sao ở đảo Tam Á. Nguồn tin còn cho biết cặp đôi đã ra mắt gia đình. Chứng minh mối quan hệ đang ở giai đoạn nghiêm túc. Đang nói từ cuối 2021 tới nay, nam thần họ Dương vướng tin đồn hẹn hò với Nhật Ba. Vì ra mở tình ái với Dương Dương, giờ đây mọi thông tin của triệu Độ tư hiện đang trở thành chủ đề, được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Triệu lộ tư sinh năm 1998 tại Thành Đô từ Xuyên Trung Quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quỳ cô tuổi hổ đã là hoa khôi đỉnh đám, do đó nhanh chóng trở thành hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo, đôi mắt to, triệu Độ tư dễ dàng nhận được hảo cảm từ cộng đồng mạng khi gia nhập làng giải trí, Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía công chúng nhờ vui sướng đáng yêu, nụ cười rạng rỡ. Cô nàng luôn mang đến ấn tượng trẻ trung, tươi mới tới người hâm mộ. Trong một bài viết trên trang Tiana, Triệu Lộ Tư được tiết lộ là công chúa sinh ra trong gia đình giàu có. Cậu bố là đại gia kinh doanh ngành biển nổi tiếng ở Thượng Hải. Việc cô tham gia làng giải trí có sự ủng hộ rất lớn từ bố mẹ, đặc biệt bố ruột nữ diễn viên có mối quan hệ rất tốt với MC uống hàm nổi tiếng. Từng có nguồn tin khẳng định bố của triệu độ tư bỏ tiền ra để con gái cưng đi đóng phim. loạt bộ phim hot mà cô nàng tham gia như Trần Thiên Thiên trong Lời đồn, Thiên Lôi nhất bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Năng truyện đều được cho là có bố mẹ trồng lưng. 1001 phút khiến triệu độ tư thành thánh trà xanh, kè phim triệu lệ dĩnh, dìm địch đại nhật ba, công khai mỉa mai Victoria, sở hữu vi rùa trong sáng ngây thơ, vậy nhưng triệu độ tư là một trong những mỹ nhân bị ghét nhất si biết. Nguyên nhân là bởi cô nàng vướng vô vàn ra mở cạnh khỏe, chiêu trò dìm các đồng nghiệp, không nể năng tiền bối. Chị đậu tư để lộ vô vàn hành động khiến loạt phần đầm dậy sóng. Nữ diễn viên được cho là cố tình bắt chước chị lợi dĩnh trong loạt hình phim cổ trang, dẫn đến việc blogger liên tục lên bài so sánh, dù được khen ngợi hay chê bai. Tên tuổi của chị đậu tư được hâm nóng liên tục. Vậy nhưng khi được hỏi về vấn đề này, người đẹp họ triệu lại thảo ma thảo mốt. Xin mọi người đừng làm như vậy. Em không biết mình phải diễn bao nhiêu năm nữa mới có thể so sánh với chị triệu lợi dĩnh mong mọi người đừng đề cao em quá mức. Trời chiều đông bốc triệu Lợi Dĩnh để kẻ phim chưa đủ, chị Lợi Tư còn bị cộng đồng mạng nghi ngờ, cố tình mua bài từ các blogger nhằm mục đích chê bai, nhiệt ba trong các hình ảnh hai diễn viên chụp chung. Kéo dài chữa ra mở ké phim triệu Lợi Tư chính là lùm xùm bấm like bài viết, chê bai tạo hình của Victoria trong đêm lễ trao giải Kim ưng 2020. Ngay lập tức thông tin này khiến cộng đồng mạng khẩu chiến rùm beng trên webbo. Mãi tới khi sự việc rùm bang trên mạng xã hội, chị Lợi Tư lại thảo mai xin lỗi dối dít gửi lời xin lỗi đến chị Victoria vì đã gây phiền phức. Em thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc đang nước mạng em muốn thay đổi ảnh bìa, thay hai lần rồi lỡ bấm like, em đã xóa like ngay lúc đó rồi. À chết em rồi. Scandal bắt đầu từ việc cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh tài khoản được cho là của chị độ Tư đăng một bài viết về nội dung Em yêu anh tiêu chiến. Sau đó studio của cô nàng có bài viết phủ nhận tin chị độ Tư bày tỏ tình cảm với Mỹ Nam dân tình lệnh. Vậy nhưng CNET lại phát hiện ekip nữ diễn viên cố tình chuẩn bị bài viết từ trước để chế độ cá nhân. Sau đó chuyển sang chế độ công khai, căn thời gian đợi mạng xã hội dậy sóng sẽ đăng bài thanh minh. Chiêu trò tinh vi này không qua nổi mắt các thành soi. Scandal này còn gây cần tới mức đỉnh điểm khi bên kịch đình đám vô chính có bài viết đăng bức ảnh cốc trà xanh, cố tình đá xéo mỹ nhân họ triệu giữa bê bối chiêu trò. Vì những động thái gây gắt này, chị lộ tư trở thành thánh trà xanh, bị cả xì bít quay lưng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại